Phải chào quý bà con nuôi dúi nha. Thì trong cái video này á, tôi có cái này rất là hay muốn chia sẻ cho quý bà con chăn nuôi á. Đó chính là cái việc chúng ta thiết kế một cái hệ thống chống nóng làm sao cho nó hiệu quả, mà tự động nó làm việc. Đó, khi nhiệt độ mà nó tăng lên thì hệ thống nó tự phun sương, phun nước làm mát. Khi mà nhiệt độ nó giảm xuống thì hệ thống nó tự ngắt, nó không có bơm nữa. Thì nội dung chính của cái video này là tôi muốn dẫn các bạn quý bà con đi tham quan cái hệ thống mà tôi đã làm. Chính xác không phải là tôi làm, mà cái này là của đứa em nó làm giùm. Nó cũng rất là đơn giản và rẻ tiền, thì thấy rất là hay và hiệu quả trong cái mùa nắng nóng vừa qua, cho nên là tôi chia sẻ cho quý bà con tham khảo thì về áp dụng cho cái trại của mình. Xin chào quý bà con chăn nuôi dúi. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cách để thiết kế một cái hệ thống chống nóng trong nuôi dúi. Bởi vì làm gì làm là bà con phải thủ sẵn cho mình một cái hệ thống chống nóng, hoặc là chuồng trại của chúng ta phải thông thoáng, thoáng mát mới được. Cái đợt nóng vừa rồi là rất là nhiều trại đã bị hao hụt, chết gần hết trại luôn. Thì như quý bà con cũng biết, khi mình nuôi dúi mà nó bị bệnh nó chết thì chúng ta không tức, mà nó bị nóng, nó sốc nhiệt nó chết thì tức lắm chứ, đúng không? Bao nhiêu tiền của thời gian chúng ta, công sức chúng ta đổ vào đó mà chỉ trong một cái buổi như vậy thôi, nhiệt độ nó lên cái nó xuống là làm cho con dúi chúng ta sốc nhiệt và nó ngã ngửa ra nó chết, không bệnh hoạn gì cả đấy. Cho nên rất là tai hại. Thì hôm nay tôi hướng dẫn cho quý bà con thiết kế một cái hệ thống chống nóng tự động. Tự động ở đây là sao? Nó cũng rất là đơn giản thôi, thiết bị nó cũng rẻ tiền, nó cũng không mắc. Thì trước mắt á, bà con thấy á, đây là cái cảm biến nhiệt độ ha. Còn đây là những công tắc tự động, những cái relay. Như vậy thì sao? Ở đây nè, quý bà con thấy nè, đây là nhiệt độ đang là 27 độ. Thì tôi sẽ cài đặt ở trong đây là khi nào mà nó lên đến khoảng 32 đến 35 độ thì bắt đầu cái relay này nó đóng qua cái công tắc này nó tự động đó. Khi đóng công tắc này thì cái hệ thống điện ở đây nó sẽ mở cái vòi nước này ra. Đây nè, đây là cái đường nước nó đi lên trên nóc nhà, nó phun lên trên nóc nhà. Thì ở đây mình có lắp thêm một cái vòi tự động đó. Đây là cái đường điện ở từ đằng kia nó đưa lại. Khi mà nhiệt độ lên cao á, điện nó đóng thì cái công tắc này hoạt động, nó mở cái đường nước này ra, nó mở cái đường nước này đi lên trên mái nhà và nó phun. Và nó hay một cái như thế này nè quý bà con, tức là nó không phải nó phun hoài như cái hệ thống mà quý bà con không phải chạy tới chạy lui chúng ta canh. Nó phun cho đến khi nào mà nhiệt độ nó giảm xuống ha, còn xuống khoảng 27, 28 độ thì hệ thống này nó sẽ đóng lại, nó không phun nữa. Đấy, nó rất là hay. Cho nên là hệ thống này là mình nói là hệ thống chống nóng tự động, nó là vậy. Tức là chúng ta dựa vào cái con cảm biến nhiệt độ này thôi. Cái con này mua cũng rẻ, không có mắc, mấy trăm ngàn. Đó. Rồi ở bên đây cũng vậy. Ở bên đây thì thật ra là mình lắp thêm thôi, mình lắp một cái hệ thống đó là cũng đủ rồi. Thì cái hệ thống này á, nó cũng hoạt động tương tự luôn, nó cũng gồm một cái con cảm biến một con cảm biến. Khi mà cảm biến này nhiệt độ này nó tăng lên thì nó câu qua bên cái quạt nước quạt hơi nước này đó, cái quạt hơi nước này nó sẽ phun ra, nó phun ra cho đến khi nào mà cái nhiệt độ nó giảm xuống thì thôi. Đó, thì ở cái này là mình lắp thêm thôi, các bạn cứ căn theo cái nguyên lý đó thì các bạn lắp tùy theo tình hình các bạn ha. Rồi cái hệ thống nó cũng đơn giản vậy đó các bạn ơi. Đây mình chỉ các bạn thêm một cái nè. Ở đây là các bạn muốn giảm nhiệt độ nhanh á, là các bạn lắp một cái hệ thống phun sương. Thì đây là cái công tắc nè, đây là cái công tắc bấm vô là nó phun sương. Nhưng mà mình ví dụ như không có nhà thường thì mình cài đặt trên cái app
ở trên điện thoại của mình á, mình điều khiển vô công tắc này. Khi mình bấm cái điện thoại một cái ha, thì công tắc này nó mở, nó mở thì cái hệ thống xương này nó sẽ phun á. Đó, các bạn thấy á, ví dụ như khi mình mở điện thoại á thì nó sẽ phun như thế này đó, các bạn thấy không đó. Các bạn lắp thêm một cái dàn phun xương ở trong cái chạy của các bạn nữa, đảm bảo là coi như là nhiệt độ cỡ nào chúng ta cũng không có sợ hết các bạn, thấy không? Thấy không? Đấy. Đó, rồi bắt đầu tôi cầm cái điện thoại thì tắt cái thì đây nó sẽ tự ngắt ha. À. Rồi, thì video ở đây là cũng như kết thúc ha. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những cái video mà tôi chia sẻ về kỹ thuật nuôi dúi tiếp theo. Thì có cái gì hay thì tôi lên chia sẻ cho các bạn. Như các bạn có ý kiến hay là có đóng góp hay là có thắc mắc gì đó thì cứ comment phía bên dưới nha, thì tôi lên tôi trả lời cho. Rồi xin chào các bạn nha.